bạn đã đến với kênh Thế Giới Ma Vật. Hôm nay chúng mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cách thay lắp giấy và mực in đối với máy in Godex AS520. Thì đầu tiên là thao tác lắp giấy. Bạn sẽ mở nắp máy bằng cách nhấn nhẹ hai nút ở bên hông thân máy. Sau đó chúng ta sẽ mở đầu in bằng cách nhấn hai nút khóa màu xanh. Thì phụ kiện đi kèm máy thông thường sẽ có một cát giấy và hai thùng mực. Thì điều đầu tiên bạn sẽ tiến hành luồn cát giấy bằng nhựa qua lỗ giấy, sau đó đặt vào vị trí đặt trộn giấy ở phía sau đuôi máy. Tiếp đó các bạn luồn giấy qua nẹp giấy tới phía đầu in. Các bạn nhớ điều chỉnh nẹp giấy vừa khít với là kích thước của khổ giấy in bạn đang sử dụng. Thế là xong thao tác lắp giấy. Cái đó tiếp theo là thao tác lắp mực. Thì thông thường cuộn mực chúng ta sẽ có hai mặt, mặt có mực và mặt không mực. Mực sẽ có hai loại, mực inside, mặt mực nằm bên trong, và mực outside, mặt mực nằm bên ngoài. Việc bạn cần làm là xác định xem loại mực mình đang sử dụng là mặt mực nằm ở đâu. Chúng ta có hai cách để kiểm tra mặt mực. Cách đầu tiên sẽ kiểm tra bằng mắt thường. Mặt có mực sẽ nhám tối màu hơn mặt không mực, và ngược lại, mặt không mực sẽ láng và sáng màu hơn. Cách thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách lấy giấy đề can hoặc băng keo thông thường. Bạn tận dụng mật dính của giấy đề can hoặc băng keo và dính vào mặt của cuộn mực. Xem mặt nào dính mực thì mặt đó sẽ là mặt có mực. Ở đây như các bạn đã thấy thì là mình đang sử dụng cuộn mực outside thì mặt mực đang nằm ở phía ngoài. Sau khi test được mặt của mực, chúng ta sẽ tiến hành lắp mực. Trên tay mình đang cầm là trục mực. Bạn lắp cuộn mực vào trục sao cho mặt mực áp xuống mặt giấy và lắp vào vị trí phía dưới đầu in. Trục thứ hai là trục thu, và lắp trục thu vào trục và đặt vị trí phía trên đầu in. Kế đó chúng ta sẽ tiến hành cuốn mực vào trục thu. Bạn có thể dùng một miếng đề can để cố định mực dễ cuốn hơn và lăn trục về phía trước. Vâng, như vậy là xong thao tác lắp giấy và mực in đối với máy in Godex AS520. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin và thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi, công ty Thế Giới Ma Vật. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.